Hello, hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh của mình. Ở hôm nay chúng ta cùng nhau tiếp tục với cái tựa game Hello Cafe nhé bạn. Ờ, các bạn có thể mua mầm giá rẻ uh, từ dinh uh, dinh của nhà phát hành thì các bạn có thể liên hệ Facebook mình phần mô tả nhé. Cũng như mình sẽ để link Facebook của mình ở phần bình luận. Thì hôm nay uh, chúng ta sẽ nói về một cái sự kiện. Đây được coi là cái sự kiện ngon nhất, phải gọi là sự kiện siêu ngon không phải về vấn đề được co mà vấn đề sức mạnh của nhân viên nó làm cho chúng ta kiếm được nhiều tài nguyên nhân viên hơn nữa. Đầu tiên chúng ta sẽ nói về cái ở uh, sự kiện Phú Quốc say hi đi. Đấy, tiếp đối với cái sự kiện này thì riêng vấn đề chúng ta điểm danh nhận cái viên năng lượng ngọt ngào này rất là ngon các bạn nhé Và cái sự kiện này diễn ra trong vòng 14 ngày Các bạn nên nhớ là một cái sự kiện diễn ra trong vòng 14 ngày Thì nó giúp cho nông dân cải chai những người không nạp như chúng ta Có một lượng tài nguyên rất là nhiều từ việc chúng ta leo tháp Nghĩa là chúng ta leo tháp cái vật may ngọt ngào Đây, đây là cái tháp leo đây Thì càng leo càng nhiều thì quà càng ngon thôi các bạn Thì các bạn thấy rồi, riêng những cái mà nó ngon đấy Và Thứ nhất là về trang bị này, đúng không? ấy được một cái trang bị tím ngẫu nhiên thì uh, cái này nó tỷ lệ ra tính cách cực kỳ cao luôn đấy nó sẽ giúp các bạn có tỷ lệ tính cách cực kỳ cao tiếp theo nữa nếu mà những bạn nông dân cải chay mà các bạn lấy được một cái áo tự chọn đấy một cái áo đồ tím tự chọn thì cũng rất là ngon chưa kể là cho chúng ta bình xịt tính cách rất là nhiều các bạn nhắc cái sự kiện này cho chúng ta bình xịt tính cách cũng khá là nhiều nếu mà các bạn mà mua thêm một số cái gói nữa đây đây cũng có bình xịt tính cách này đấy nói chung là riêng mà các bạn cái chai mà gắn gắn ấy ngựa gắn mà hên ấy thì chúng ta quay nổ vào cái ô này này nổ vào cái ô đỏ này này cái này thì nó sẽ có xác suất thưởng nhá thứ nhất là thưởng lam này thường tím này thường vàng này thường đỏ thường đỏ tỷ xác suất 10 phần trăm là một sản xuất cực kỳ cao luôn các bạn nhé và nếu 1.000 điểm các bạn nhé Ví dụ như mình mà quay x10 mà rơi vào 1.000 điểm thì các bạn thấy rồi đấy rất là ngon đây mình sẽ quay luôn Ui <laughs> Là được 500 điểm các bạn Khá là nhọn Thì nói chung là cái này tùy thuộc vào nhân phẩm của chúng ta thôi Cái này khá là giải trí Đấy Tiếp theo nếu mà các bạn rơi vào Mấy cái miễn phí hay là tăng phần thưởng x ba này thì nó các bạn cũng dễ dàng hiểu được thôi miễn phí để chúng ta thêm quay lại thêm một lần nữa tiếp theo nữa là cái sự kiện tiệc bài biển này việc bãi biển này thì theo như mình nghĩ là để đi mắc cái này nó rơi tầm khoảng một triệu Đấy. thì nếu mà bạn nào có điều kiện mà những nick tốp ấy thường cái này nick tốp thì người ta sẽ nạp còn mà nếu mà nick nông dân ấy hoặc là cài chay cài chay thì không nói làm gì nếu mà nông dân thì các bạn nên nên đi một nấc ấy bởi vì kiếm năm cái vé này hay là ba cái su gacha với thêm cái ô thứ bảy này nữa bản chất là chúng ta lấy được tới cái ô thứ bảy này nếu mà các bạn có điều kiện nào một xíu hoặc các bạn bỏ ra một trăm rưỡi thì các bạn sẽ đi đến lên cái, tới cái ô này đấy mà nó cho các bạn cái viên năng lượng ngọt ngào này cũng khá là ngon được cái thì hiện tại mình đang đi là mình đang bỏ ra 120.000 nghìn. 120.000 nghìn mình nhận được uh, thứ nhất là đến ô cái hộp quà thứ 10 này đấy 4 này 7 này rồi đến 10 này đấy thì thứ hai nữa là sẽ cho mình này riêng hai cái áo này Đấy, mình thấy sự kiện này bỏ ra 120 và nhận được hai cái áo với đóng đồ này thì mình thấy bạn nào có điều kiện nạp thì cũng được không thì chúng ta cứ cài chay thôi cái chay với nạp thì nói chung là cũng tranh nhau khá là nhiều khi mà ra những cái sự kiện như thế này sự kiện này nào sự kiện này có một cái điều mình rất thích là hoàn trả hạn giờ nghĩa là trong quá trình mà 14 ngày cái sự kiện này diễn ra trong vòng 14 ngày trong vòng 14 ngày mà nếu mà chúng ta tiêu mầm nhé tiêu mầm hoặc bạn nào mà nạp được tiếp ấy mà tiêu trong này thì các bạn sẽ nhận được cái quả tích khá là ngon tự dưng này chúng ta có thêm một cái quả tích bon nữa thêm đây đúng là cái kiểu quà để bon nữa thêm nghĩa là ví dụ như uh, cứ một điểm là tầm khoảng 20.000 nghìn đấy thì để lấy cái này các bạn tầm khoảng bỏ ba trăm nghìn Nên là sự kiện này mà chúng ta mà nếu mà nạp ví dụ như các bạn nạp gói tháng đúng không sắp tới này bởi vì sao mình thấy ngon bởi vì thứ nhất là mình thường thì chúng ta sẽ nạp thẻ tuần này hoặc là nạp thẻ tháng nếu bạn nào nạp này chưa kể là sắp tới mình còn mua cái quỹ này nữa ví dụ như đây quỹ này mình thử mua nhé đấy sáu ngày nữa hết hạn thì mình mua luôn trong bàn check này đấy thì mình mua luôn thì nó cái quỹ kia thì đa số mọi người sẽ mua vĩnh viễn nhưng mình mua ba lần để mình test xem nó như thế nào thì nếu mà mua như thế thì mình sẽ được tích điểm vào đây đấy ví dụ như lúc nãy là mình mười uh, 15 điểm đi đấy. bây giờ mình mình bỏ ra 300.000 thì mình sẽ nhận về được ba uh, 300 uh, 15 điểm đấy. 15 điểm thì cộng lên thì thôi Nói chung các bạn cứ tính cái khoảng tầm uh, 20.000 một điểm nha các bạn nhé đấy cho bạn nào đa số thì bạn nào nạp thì sẽ để ý mấy cái này đấy lại quay này các bạn này mong rằng được uh, nổ đỏ đi nổ đỏ nổ đỏ nổ đỏ ui ui 100 điểm các bạn tầm này thì càng leo cao thì các bạn càng khó nhé càng leo cao thì mỗi lần nó khoảng cách nó khá là nhiều rồi được 1.000 điểm thì ngon nói chung là mỗi lần lên được 100 điểm thì nó hơi phèn các bạn nói chung là đây chúng ta bỏ bồi số 1 này tìm 10 điểm này đấy nói chung là càng nhiều bồi số thì các bạn sẽ nhân lên thôi nói chung là rơi vào 1.000 điểm này mới bú được chứ <laughs> không là cũng khá là khoai OK, chúng ta sẽ bỏ qua cái sự kiện là Phú Quốc xây hy, chúng ta đến cái nội dung khá là quan trọng đợt này, đó là cái sự kiện quay nhân viên Erika nói về Ani, sự sự kiện Ani, đây sự kiện ngày xưa có sự kiện Ani này, và bây giờ quay lại cái sự kiện ở à, mở mới chứ không phải quay lại mở mới sự kiện Erika, vậy thì chúng ta có thể hình dung là có thể nào đó nó sẽ quay lại bởi vì uh, hiện tại thì uh, cứ cách một tháng ấy tầm khoảng 2 tuần đi chúng ta hiện tại thì chúng ta có thể đo lường ở tầm 2 đến 3 tuần thì sẽ quay lại một sự kiện nhân viên đấy vì thế mà các bạn nào mà muốn mà tích thì các bạn cũng phải cần có một cái góc nhìn thường người sự kiện nhân viên và sự kiện đề co ấy thì nó sẽ khá là quay lại khá là nhiều lần nói chung là cũng ngốn tiền nhưng nếu mà nói về kim cương ấy đợt sự kiện Erika này thì mình khuyên các bạn nên nên bỏ kim cương ra để quay. Tại sao câu chuyện nó là như vậy? Bởi vì thật ra để lấy một cái nhân viên thì các bạn bỏ ra khoảng 9k. 9k thì tầm 9k kim cương thì các bạn chưa đến 9k đâu thì các bạn chắc chắn sẽ lấy được một Erika. Một kim cương các bạn nhé ấy sẽ leo lên một kim cương bởi vì một kim cương các bạn chỉ cần khoảng à, một phút thôi ở à, quyền chỉ cần một copy thôi nghĩa là chúng ta có một erika góc này rồi thêm một copy nữa thì chúng ta hầu như sẽ lên được kim cương một kim cương hai còn nếu mà nói về lên vương miện đấy nếu mà nói về để lên vương miện thì chúng ta cần phải tầm 10 8 đến 10 10 erika nên cái vương miện này thì nó sẽ dành cho những nick tốt người ta nạp 4 5 triệu người ta lấy luôn lên vương miền 1 đấy đó là cái góc nhìn mình phân tích cho các bạn nào mà chưa hiểu về cái vấn đề này thì cái sự kiện Erika này tại sao mình nói với các bạn nên lấy nhân viên Erika tại sao mình phải lên clip này không người các bạn sẽ rất là tiếc bởi vì Erika là một nhân viên thuộc gọi là ổn ngon cực kỳ cho nông cho nông dân cải chay luôn thứ nhất là cái cái kích hoạt kỹ năng lãng mạn tất cả trong phòng cộng 6 cái kỹ năng là cực kỳ cao các bạn chỉ cần lên nhân viên một kim cương là các bạn một cái kim cương là các bạn đã kích hoạt được rồi đấy còn đối với hai kim cương này các bạn cũng kích hoạt được luôn này đấy nghĩa là chúng ta sẽ kích hoạt được hai cái option này cực kỳ ngon phải nói là siêu ngon luôn chứ cực kỳ ngon thì mình tại sao mình sẽ nói nhá Erika thứ nhất các bạn có thể lấy mảnh được trong quá trình chúng ta cầu nguyện trong chúng ta mà cầu nguyện uh, quy đúng không đây mình sẽ qua chỗ cầu nguyện quy cho các bạn xem đây ước nguyện chứ ước nguyện là các bạn sẽ ước nguyện được Erika nha các bạn nhé Ủa, quy oh, mình là mọi người ít ước nguyện đấy nhỉ Nói chung là các bạn sẽ ước nguyện được Erika. Tiếp theo nữa là Erika sẽ phối được những cái nhân viên rất là ngon. Nghĩa là có bộ combo tính cách đi theo Erika làm chủ lực. Đấy, khi mà chúng ta làm Erika chủ lực thì có những cái bộ combo, những nhân viên đi theo Erika như sau. Thứ nhất đó là hệ bánh đi. Hệ bánh thì chúng ta sẽ có mắc. Các bạn biết rồi, mắc là kiếm rất là dễ dàng mắc cực kỳ lên rất là dễ luôn mà có erica hỗ trợ về cái điểm kỹ năng này thì các bạn tưởng tượng là cái sức mạnh của mắc sẽ khỏe như thế nào nhân viên mắc sẽ khỏe như thế nào về vấn đề kỹ năng đây mắc thì chúng ta sẽ uh, mua ở trong cửa tiệm tạp hóa này đây mắc ở đây nha các bạn nhá rất là ngon hầu như là một tuần các bạn sẽ kiếm được một nhân viên mắc và vấn đề chúng ta lên mắc lên vương miện rất là dễ dàng đấy tiếp theo nữa là chúng ta sẽ đó là nhân viên bánh nhá chúng ta chúng ta sẽ đến nhân viên trà trà thì thứ nhất là bản chất của Erika là đã là một nhân viên ở ở quyền trà trà thì hiện tại thì chưa ra trà thì sau này có một nhân viên mới nữa mình nhớ không nhầm hiện tại thì nhưng chúng ta thấy là Erika đang ở bánh kem này Đấy, thứ nhất là một nhân viên bánh kem này thứ hai nữa là chúng ta còn có thêm một cái nhân viên ở trong này nếu mà các bạn muốn đi thêm bánh kem nữa Bánh kem có tính cách đây, Tessa. Ờ à, quên Tessa. Thì đối với Tessa như thế này thì cũng là một nhân viên lãng mạn nha các bạn, mình hiện tại không đi Tessa. Đấy sau này mà nếu mà mình mà có điểm thì mình sẽ lấy 4 là tầm 12k điểm. Đấy, tiếp theo nữa về nói về cà phê, cà phê cũng có hai nhân viên, hiện tại thì đây, cà phê thì có gift for, gift for cũng lãng mạn, nghĩa là chúng ta lấy lấy Erika về Chúng ta lấy Erica về Chúng ta rất là ngon Chúng ta rất là dễ phối Nó giống như An Nó giống như Ani Đôi lúc nó còn ngon Ani Hiện tại Ani mình nhớ không nhầm là chỉ phối được khoảng bốn nhân viên thôi nhân riêng nhưng mà riêng Erica là tới tận 5 nhân viên sau này update lên nữa lần tới tận 5 nhân viên thì chúng ta dạy gì mà chúng ta không lấy EDK thứ nhất là có thể phối được nhiều nhân viên hơn này thứ nhất là đa dạng hơn ví dụ như hiện tại Andy này không thể phối được với hệ kem không thể phối được với hệ pha chế đấy không phối được cái hệ hai pha chế rất là ngon nhưng đối với EDK thì hầu như phối được bốn hệ thì chúng ta rất là ngon vừa phối được bốn hệ thứ hai là vừa đi theo cái tính cách nữa thì cực kỳ ngon chả dạy gì chúng ta không lấy đúng không nếu mà bạn này may mắn thì tầm khoảng 5k kim cương thì các bạn sẽ có được một Erika rồi. Erika một kim cương ờ uh, một ở uh, một kim cương rồi. Đấy. Bởi vì cái sự kiện này thì theo như mình nghĩ thì nó diễn ra trong vòng 7 ngày còn 3 ngày nữa thì đủ cho các bạn có cái uh, tư duy để chúng ta quyết định lại cái vấn đề có nên nên chọn ETK không. Thì theo như mình nghĩ thì các bạn nên chọn Chưa kể là chúng ta trong quá trình này chúng ta đổi nữa nên rất là dễ dàng. À, một số bạn này bảo à, có nên quay nữa không nếu mà chúng ta lấy được một kim cương rồi. Thì theo như mình nghĩ thì tùy. Bởi vì thật ra là chúng ta cũng cần phải tích một chút kim cương cho sự kiện đề co sắp tới. Thường thì nó sẽ ra sự kiện liên tục và có thể là sẽ quay vòng khi mà ra hết những cái sự kiện mới thì nó sẽ quay vòng về những cái sự kiện cũ về vấn đề quay vòng thì nó có thể là mất 3 đến 4 tháng nó mới quay vòng trở lại vì thế chúng ta hãy chuẩn bị tinh thần nhé các bạn bởi vì chúng ta xác định chơi với nhau thì chúng ta chơi hàng năm hàng quý chứ không phải là chơi một hai ngày kể cả mình làm nội dung đối với cái trò chơi này cũng vậy tuy rằng rất ít người xem ấy cực kỳ ít người xem luôn nhưng mình cũng gắng thu xếp thời gian thu xếp công việc mình lên clip đều cho các bạn thứ nhất là chúng chúng ta có sự đoàn kết Đấy, thứ nhất là chúng ta sẽ có sự kết nối với nhau Chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau Ờ, à, Để mình xem là còn một có những cái gì để uh, hướng dẫn cho các bạn Về vấn đề lật màu thẻ may mắn thì hầu như ai cũng lật được hết nhá Miễn sao các bạn làm hết nhiệm vụ thôi Đấy, còn mà vấn đề các bạn muốn nạp ấy Thì hàng ngày các bạn nào khoảng 20.000 đi Nào 20.000 lấy cái này Thường thì cái này, cái này nó nạp sẽ đắt từ thấp đến cao Ví dụ như 20.000, 40.000 40 20.000 với 40.000 thì nó đơn giá tầm khoảng 20k nhưng khi mà lên tầm 100.000 đến 200.000 thì nó sẽ đơn giá là 25.000 trên một sò hay là 30.000 trên một sò ấy càng ngày nó càng đắt lên các bạn nhé Nói chung là việc mà chúng ta nạp mầm thì khi nào nó cũng rẻ hơn rồi bởi vì cái mầm thì nó sẽ để ở trong người chúng ta này mình mới tiêu 300 mầm thì bây giờ mình còn bao nhiêu mầm nữa mình còn 200 mầm nữa mới nạp một triệu cách đây khoảng ít hôm nha các bạn Đấy. Nói chung là sự kiện đợt này nó bao phê Tiếp theo là cái sự kiện này Thì mình khuyên các bạn mà nếu mà các bạn nào server mới ấy Các bạn nên chọn cái này Các bạn nạp 5.000 Các bạn lấy 5 cái ủy thác bồi dưỡng này Kể cả server cũ cũng vậy Mình khuyên các bạn lên lấy cái gói này Cái gói này là gói ngon nhất Thường thì cái gì ngon bổ rẻ Thì mình sẽ nhắc nhở các bạn cái này thì được cái là nhược điểm mà nó phải thanh toán qua trực tiếp trên game. Bạn nào kết nối với Momo hay số Pipay hay là À, cái gì đó của Google hay App Store thì các bạn có thể thanh toán được. À, để mình check nào, còn cái gì mình hướng dẫn nốt cho các bạn luôn, thật sự nó rất là ngon. Cái cỏ này, quay. Đây mình sẽ quay một chút nha à, chắc chắn là mình sẽ lấy Erica về dài đấy bởi vì thật sự là hiện tại mình sẽ phối hai bộ, thứ nhất là mình phối bộ hoạt bát, thứ hai là mình phải phối bộ lãng mạn bộ hoạt bát thì mình đã có Anni ờ uh, có Annie rồi phối xoay quanh Annie. Thứ hai là về vấn đề bộ lãng mạn thì mình sẽ phối thế qua bé này nữa. Đấy thì mình sẽ mua luôn nha các bạn. Mua uh, chín gái này. 27k đấy mình sẽ quay hai lần. Uh, mình đang may mắn là 32 tám 80 các bạn. Mong rằng nổ hai nhân viên. Ui. Bú vội các bạn thơm các bạn. YouTube kia trong hoạt động Phú Quốc xây hi xây hai may mắn nhận mảnh eri x40 <laughs> Đấy, nói chung là bây giờ này bây giờ nổ mới hay này bây giờ nổ mới hay này nổ ui không ăn thua các bạn không ăn thua không ăn thua các bạn nào. nói chung là cũng tuyệt vời rồi có thêm một cái nhân viên nữa thì rất là ok luôn đây thêm một nhân viên nữa đây các bạn nhé vậy thì nếu mà có một nhân viên nữa thì mình sẽ uh, lên được 4 sao kim cương các bạn nhé đấy tầm khoảng uh, mà mình nhớ là ở ừ, lên được 4 uh, 5 sao Thế là nếu mà chúng ta có tầm khoảng à uh, 1, 2, 3, 4 Ừ, 4, 4 Erika Thì các bạn sẽ lên được uh, 5 sao Đấy nên được tầm năm sao gì đó. Mình nhớ không nhầm. Bởi vì mình nhớ là Erika, ui thiếu tài nguyên lắm, thiếu phút lắm quá các bạn, thiếu đá này rất là nhiều. Bình thường thì bây giờ mình cũng đa số là mình sẽ thôi việt nhanh như thế này các bạn nhé. Mình để lại chút kem. Hiện tại mình đang thiếu nhân viên kem một chút. Nếu mà thiếu nhân viên kem này như thế này thì có lẽ là mình phải lấy phải lấy nhân viên này về các bạn nhé đấy thứ nhất là mình lấy t hiện tại là mình đang có ba nhân viên kem thứ nhất là sandy là một này thật ra cái nhân viên kem này nó cũng khá là hiếm một là sandy này hai là Tessa. với thứ ba là erica mới ra đây đấy thì chắc là mình sẽ lấy nhân viên này luôn không biết đủ mạnh không các bạn nhé đây ờ à, chín mảnh ok khá là ngon 30 này Để Tết cho các bạn luôn à, thiếu 10 mảnh nữa 10 mảnh nữa thì may mình đang có cái này cái này thì thường là mình sẽ nạp thì mình sẽ có nên mình sẽ tích lại thứ nhất là thường thì mình sẽ lấy cái mảnh này cho săn đi nhưng mà thôi được này thì mình sẽ lấy cho nhân viên mới ô không có à thôi thấy bà rồi các bạn ơi không có từ nào mình nhớ là cái tên nhân viên này tesla đúng không ấy tesla sao không có ở trên này nhỉ đùa chứ đùa kem này một thôi không có các bạn ạ cho đây là tường nữ thần tự do đúng không nhỉ Ừ, đây là hệ chu đáo rồi vậy là không có các bạn khá là cay nhỉ vậy là chúng ta phải uh, lấy từ trong này ra rồi các bạn thôi để mình ra tra tí đi không biết có đủ không Ồ, đủ đấy các bạn nói chung là vì là đây là một cái clip về hệ uh... ôi giờ mình mới biết nhá đây là một cái clip về hệ lãng mạn nên mình sẽ gắng uh, Có cái thông tin Tốt nhất cho bạn Về phun cái bộ uh, lãng mạn Để các bạn có góc nhìn tốt Về việc mà tư duy chúng ta Nên đi Bộ lãng mạn sao Mình sẽ đặt nhanh này. Ui 2k điểm 2k điểm nó vẫn thiếu nhé Bởi vì uh, Vẫn thiếu đôi chút thôi việc này ui chín chắc là đủ rồi các bạn nhé thì chúng ta mới biến được cái vé quay gacha nó quan trọng như thế nào ôi giờ mà mình mình mới biết là tesla này kiếm khó thế nhở đây chúng ta sẽ có tesla rồi nói chung là clip mình thì thường là càng ngày càng bổ ích cho các bạn thôi đấy các bạn đây các bạn thấy chưa thử làm kem này lãng mạn này bởi vì hiện tại là hầu như mỗi hệ, ví dụ hệ cà phê hay hệ trà hay là hệ làm bánh, chúng ta đều có, phải có 3 nhân viên khỏe các bạn nhé. Bởi vì đợt này nó ra cái tính năng, nó ra cái tính năng này. Đây, tay nghề bậc thầy thì nó sẽ, chúng ta cần, hầu như là chúng ta sẽ cần 3 nhân viên để chúng ta clear map các bạn nhé. Đấy, chúng ta sẽ cần 3 nhân viên, đấy, hầu như chúng ta sẽ nuôi 3 nhân viên các bạn nhé. Đấy, đó là điều không thể thiếu không này không biết sau này có mở lên bốn nhân viên không Đấy. thì chắc chắn mình sẽ cho cho nhân viên này vào đội hình các bạn nhé nếu mà cần thiết các bạn nhé nếu cần thiết ui mình tăng làm gì nhỉ thôi lỡ rồi <laughs> đây các bạn thấy chưa lãng mạn này thì lãng mạn này đấy nếu mà thích cho đội hình vào cũng tốt Thật ra thì nói về Sandy thì Sandy tuy rằng cũng ngon đấy dễ lên đấy nhưng chắc mình sẽ bởi vì Sandy thì hiện tại đang chỉ phối được pha chế với một bánh thôi. Đấy, nói chung là hiện tại thì chúng ta nên xoay quanh thứ nhất là Erica là một, thứ hai là xoay quanh qua Annie. Đợt này mà bạn nào ngày xưa chưa lấy Annie thì bây giờ các bạn nên lấy Erica bởi vì theo như mình nghĩ, nhé, theo cá nhân của mình thì Erica ngon hơn. Đấy, Erica ngon hơn bởi vì thứ nhất là uh, Erika hiện tại đang phối được 5 nhân viên sau này tính là update nhé còn mà riêng mà Andy hiện tại chỉ phối được 4 nhân viên nói chung là ăn ấy còn Erika thì sau này update thêm nhiều nhân viên nữa thì Erika sẽ phối nhỉnh hơn Tuy rằng hiện tại thì Erika không phối được tốt bằng Andy Nhưng về sau thì Erika phối hơn Và đi đường dài ấy, Erika sẽ ngon hơn Bởi vì sao? Một tháng ấy chúng ta sẽ kiếm được một nhân viên Erika free Trong quá trình chúng ta cầu nguyện Đồng nguyện ở quy này các bạn nhé đấy nên các à, chị có, có gì các bạn có đây công bố công nguyện hôm nay mình không để ý mình quên công bố rồi đấy thì à, clip đến đây thì chắc cũng à, đủ kiến thức cho các bạn rồi đấy một cái, cái kiến thức thứ nhất là về sự kiện về nhân viên erika cái đặc điểm của erika như thế nào những cái hay của erika ra sao Nói chung là những cái để làm đột phá ở erika erika ở hai cái vấn đề kỹ năng ở vương miện 1 và vương miện 2 ở à, à, kim cương 1 và kim cương 2 mình nhầm đấy Ok một lần nữa cảm ơn các bạn rất là nhiều các bạn thấy hay bổ ích thì cho mình xin một like một đăng ký với nhé à, Xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video clip tiếp theo mình sẽ gắn ra clip đều cho các bạn nhé Xin chào và hẹn gặp lại